Miệng thì quá dễ rồi, miệng thì là mouth. Nhưng bạn biết không, mõm của con cún, mõm của con heo lại có từ khác, mõ của con chim lại có từ khác. Mời bạn cùng mình nâng cấp vốn từ vựng với chủ đề Animal Body Parts. Number 1, E. E, beak, beak, beak. O, junk, junk, junk. Muzzle, muzzle, muzzle. Snout, 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 snout. A, talon, talon, talon. O, claw, claw, claw. O, paw, paw, paw. O, hoof, hoof, hoof. Số nhiều thì là hooves, hooves, hooves. Tentacle, tentacle, tentacle. E, fin, fin, fin. Scale, 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 scale. Tusk, tusk, tusk. Horn, horn, horn. Ain, men, men, men. Whisker, whisker, whisker. Wing, lưu ý cầm ở cuối ha. Wing, wing, wing. Fur, fur, fur. The feather, feather, feather. Tail, tail, tail. Cái mẹo nữa để bạn ấn tượng và nhớ lâu từ vựng đó là bạn hãy tạo thành một cái câu chuyện buồn cười hay là càng nghịch lý càng tốt, rồi bạn hãy thử xem, bạn sẽ nhớ từ lâu hơn đấy. Nếu bạn học tiếng Anh đã lâu nhưng mình nói người ta không hiểu, người ta nói mình cũng không hiểu, đó chính là lúc bạn nên cải thiện kỹ năng phát âm của mình rồi đấy. Bởi vì kỹ năng phát âm chính là nền tảng để bạn cải thiện kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Hãy tham khảo khóa học luyện phát âm online được mình thiết kế vô cùng chi tiết và tiện lợi. Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi với chi phí vô cùng tiết kiệm. Link đăng ký ngay bên dưới video này bạn nha.